Đây là địa điểm mà các chốt khác gặp nhau nhá, gặp nhau ở ngã ba luôn, ngã tư. Từ chốt nhỏ chốt nhỏ sẽ nhà thờ lớn và nhà thờ nhỏ sẽ gặp nhau ở đây nhá. Đây là nhà thờ lớn nhất ở trung tâm thành phố Lalanga đây. Điểm gặp nhau của rất nhiều nhà thờ nhá. Đấy. Và đây là đang rước hình ảnh của Đức Chúa Giêsu. Đông luôn. Sau khi họ nhờ đi xung quanh La Lanca và nhiều chốt ở nhiều nơi, họ sẽ tụ tập lại đây. Sẽ review cho quý vị xem. Quý vị thấy kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu hay, xin hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nha, để lan tỏa cho mọi người biết hơn cuộc sống của người ship. Đó. Và bây giờ là rất nhiều chốt đã gặp nhau ở đây. Và sau khi làm lễ thì kết thúc cái buổi lễ. Siga. Đây là có
thì cái thì gặp về chung cha đã rất là đông. Và ngày mai sẽ là tiếp tục một buổi lễ là Đức Chúa Giêsu sống lại và tất cả người dân đều đến nhà thờ để... Where we go now? Đây là địa điểm mà có rất nhiều nhà thờ gặp nhau ở đây nha. When we come here and we meet, né? Yeah. Because you come to here. À. You go to Philly. Đây là những ảnh. Và đây là những ảnh. Vì ơi, đông quá luôn này. Tại vì em cao quá nên là không có làm được gì luôn. Từ bốn phía luôn dòng người đổ về đây để chiêm bái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu nữa thưa quý vị. Đó. Ở bên này họ rất là sùng đại luôn quý vị ạ. Và sau đây là những lời hy sinh about him. Em cao quá đấy. Kia ở kia là cha đạo nhá. How many church? 2, 3, 4 church mà nào? 4 church nữa. 7 rồi. Đây là come here. Come very near now. Ah,
mi ayon kia lâu Eu vou lá para os seus, eu sei que está no Brasil, eu sei.